Xin chào các em học sinh thân mến, đến với tiết toán ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau ôn tập các số đến 100.000. Bây giờ thầy và các em sẽ cùng nhau giải một số bài toán sau. Các em có thể chuẩn bị giấy và viết để làm nháp. Ở đây thầy có bài toán 7 ngang cộng 2 ngang. Các em đã tìm ra được đáp án chưa? Đáp án của bài toán này chính là đáp án B. Kết quả của 7.000 cộng 2.000 là bằng 9.000. Câu hỏi tiếp theo, 9.000 trừ 4.000 bằng bao nhiêu? Đáp án của bài toán này chính là câu B. 9.000 trừ 4.000 bằng 5.000. Câu hỏi tiếp theo, 21.000 nhân 3 bằng bao nhiêu? Các em hãy thử tìm đáp án nhé. Đáp án của bài toán này chính là câu A. 21.000 nhân 3 bằng 63.000. Bây giờ chúng ta sẽ tăng độ khó lên một tí nhé. Thầy có biểu thức 6.000 trừ 1.300 nhân 2 bằng bao nhiêu? Các em thử tính ngoài nháp nhé. Các em đã có đáp án chưa? Đáp án của bài này đó là câu D. Đáp án đó là 3.400. Đối với bài toán này, thầy cũng xin nhắc lại, khi chúng ta thấy trong phép tính có cả dấu trừ và dấu nhân, thì chúng ta phải nhớ được quy tắc có phép tính. Nhân chia trước, cộng trừ sau. Vậy, ở trong biểu thức này, ta phải lấy 1.300 nhân cho 2 trước, ra được kết quả là 2.600. Sau đó, ta lấy 6.000 trừ cho 2.600, ta ra được kết quả là 3.400. Bây giờ chúng ta sẽ đến với bài tập sau. Các em sẽ viết bài vào trong giấy, sau đó tự làm thử nhé. Bài 1 câu A, hãy viết số thích hợp vào các vạch của tia số. Bây giờ thầy sẽ sửa bài cho các em nhé. Đầu tiên là số 0. Tiếp theo là số 10.000, rồi đến số 20.000, 30.000, 40.000, 50.000 và 60.000. Ở câu B, viết số thích hợp vào chỗ chấm. Đề bài người ta đã cho là 36.000, 37.000. Như các em thấy, hai số này cách nhau 1.000 đơn vị. Vậy số tiếp theo của số 37.000 là chính là số 38.000, và các em tiếp tục làm lại cho đến hết bài tập nhé. Các số tiếp theo đó chính là 39.000, 40.000 và 41.000, 42.000. Bài 2, viết theo mẫu. Bây giờ các em sẽ kẻ bảng này vào trong vở nhé. Thầy có số đầu tiên, được viết số là 42571. Số này có hàng đơn vị là 1, hàng chục là 7, hàng trăm là 5, hàng nghìn là 2 và hàng chục nghìn là 4.
Và số này ta đọc như sau: 42.571. Các em đã nhớ được kiến thức cũ chưa? Bây giờ các em sẽ tiếp tục làm vào chỗ trống những phần còn lại ở trong bảng nhé. Ở hàng thứ hai, người ta cho biết cách đọc số là 63.850. Vậy khi viết số, ta sẽ viết là 63850. Hàng đơn vị là số 0, hàng chục là số 5, hàng trăm là số 8, hàng nghìn là số 3 và hàng chục nghìn là số 6. Tương tự các em sửa tiếp các bài còn lại. Như vậy chúng ta vừa hoàn thành xong bài tập 2. Các em sẽ cùng nhau dò lại đáp án của mình. Nếu em nào làm sai thì nhớ phải chú ý nhé. Bài tập 3, viết mỗi số sau thành tổng theo mẫu. Ở đây thầy có 3 số: 8.723, 9.171 và 3.082. Ví dụ số 8.723 thì mình viết lại thành tổng, nó chính là bằng 8.000 cộng cho 700 cộng cho 20 và cộng cho 3. Bây giờ các em sẽ tiếp tục làm hai số còn lại vào trong vở nhé. Bây giờ thầy sẽ sửa hai số còn lại. 9.171 thì ta có đó là bằng 9.000 cộng 100 cộng 70 và cộng 1. 3.082 sẽ bằng 3.000 cộng 0.000 cộng 80 cộng 2. Đối với phép tính này ta có thể viết gọn lại đó là 3.000 cộng 80 cộng 2, vì 0.000 là cộng cho 0. Chúng ta có thể lược bỏ bớt. Câu B, viết theo mẫu. Khi nãy là chúng ta viết từ một số thành một tổng, bây giờ viết một tổng thành một số. Ở đây ta có tổng đó là 9.000 cộng 200 cộng 30 cộng 2. Khi ta cộng được hết tất cả các số này lại, ta sẽ ra kết quả là 9.232. Bây giờ các em sẽ làm tiếp tục các bài còn lại nhé. Chúng ta lấy 7.000 cộng 300 cộng 50 cộng 1, chúng ta sẽ có kết quả là 7.351. Tương tự, 6.000 cộng 200 cộng 3 thì ta sẽ có là 6.203. Ở đây chúng ta chú ý, 6.000 cộng 200 cộng 3 chúng ta không có cộng cho số hàng chục, có nghĩa là hàng chục này chính là số 0. Như vậy chúng ta vừa giải quyết xong bài tập, các em dò lại đáp án. Nếu mình sai thì nhớ chú ý những chỗ mình sai nhé. Học đến đây cũng là kết thúc rồi. Những em nào chưa làm xong bài tập thì nhớ hoàn thành các bài tập của mình. Xem lại những bài mà mình đã học và chuẩn bị cho bài mới.